tại sao nói rằng giấc mơ là vùng cấm mà khoa học không dám chạm tới? Hãy tưởng tượng, đêm qua bạn vừa có một giấc mơ. Mỗi khung cảnh, mỗi cảm xúc trong giấc mơ ấy đều chân thật đến lạ thường. Thế nhưng, khi bạn tỉnh dậy, 95% nội dung lập tức tan biến. Như thể nó chưa từng xảy ra. Điều đáng kinh ngạc hơn là, con người có thể tính được khối lượng của hố đen cách xa 13,5 tỷ năm ánh sáng, có thể dự đoán vận mệnh của vũ trụ, nhưng lại không thể giải thích vì sao đêm qua bạn mơ thấy một con rắn. Trong thế kỷ 21, có hơn 10 triệu bài nghiên cứu khoa học về không gian, nhưng số nghiên cứu về giấc mơ còn chưa bằng một nửa con số đó. Các nhà khoa học thả nghiên cứu vật chất tối, thứ không thể nhìn hay chạm tới, cũng không muốn đi sâu vào thế giới giấc mơ mà mỗi người đều trải qua mỗi đêm. Bởi vì giấc mơ là thứ quá kỳ lạ. Nó khiến bộ não bạn, dù đang ngủ, vẫn phóng điện dữ dội, mô phỏng trạng thái tỉnh táo, nhưng đồng thời lại cắt đứt toàn bộ quyền kiểm soát cơ bắp của cơ thể, giam bạn trong chính thân thể của mình. Và chỉ cần cơ chế này gặp trục trặc, bạn sẽ thực sự cử động trong khi đang mơ. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Năm 1952, các nhà nghiên cứu tại Đại học Chicago phát hiện ra một bí mật kinh ngạc khi theo dõi sóng não của người đang ngủ. Họ bất ngờ ghi nhận được một loại tín hiệu đặc biệt. Trong một giai đoạn nhất định, nhãn cầu của con người chuyển động dữ dội qua lại dưới mí mắt, giống như đang theo dõi một trận tennis gay cấn. Và ở thời điểm đó, hoạt động điện của não gần như giống hệt khi con người thức. Giai đoạn này được đặt tên là giấc ngủ REM, Rapid Eye Movement. Các nhà khoa học tiến hành thí nghiệm. Chỉ cần đánh thức con người ở giai đoạn này, 100% người bị đánh thức đều nhớ rõ rằng họ vừa mơ thấy gì. Phát hiện này đã hoàn toàn thay đổi nhận thức của nhân loại về giấc mơ. Bởi nó chứng minh rằng giấc mơ không phải hiện tượng ngẫu nhiên, đó là một vở kịch được bộ não dàn dựng tỉ mỉ. Nhưng câu hỏi đặt ra là, tại sao bộ não lại phải tốn công chiếu bộ phim này khi bạn đang ngủ? Một số nhà khoa học đã đưa ra giả thuyết táo bạo rằng giấc mơ tồn tại để bảo vệ ký ức của chúng ta. Nghe có vẻ mâu thuẫn, đúng không? Nhưng sự thật lại phũ phàng như vậy. Các nhà nghiên cứu đã làm thí nghiệm trên chuột, họ đặt chúng lên một bệ đặc biệt, xung quanh toàn là nước, chỉ có một khoảng nhỏ ở giữa đủ để đứng. Khi chuột bước vào giai đoạn REM, cơ bắp bắt đầu thư giãn, nó sẽ rơi xuống nước và buộc phải tỉnh lại. Sau vài ngày liên tục như vậy, điều kỳ lạ đã xảy ra. Những con chuột bị tước mất giấc ngủ REM bắt đầu quên mọi thứ. Chúng quên mất nơi cất giấu thức ăn, quên cả đường đi trong mê cung, thậm chí quên luôn hương vị của bữa ăn trước đó. Thí nghiệm này cho chúng ta thấy một sự thật tàn nhẫn là nếu không mơ, ký ức của bạn sẽ bị xóa dần như bị tẩy bằng cục gôm, biến mất từng chút một. Nhưng đó vẫn chưa phải phần kỳ lạ nhất. Năm 2010, nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard đã thực hiện một thí nghiệm còn khó tin hơn. Họ cho các tình nguyện viên học cách vượt qua một mê cung 3D phức tạp. Sau đó để một nhóm người ngủ một lát. Kết quả cho thấy, những người mơ thấy mê cung trong lúc ngủ, sau khi tỉnh dậy thể hiện tốt hơn nhóm chỉ suy nghĩ về mê cung khi tỉnh gấp 10 lần. Bạn không nghe nhầm đâu, tốt hơn tận 10 lần. Điều đó có nghĩa là gì? Nghĩa là bộ não của bạn, khi đang ngủ, không hề nghỉ ngơi, mà thực ra đang huấn luyện bạn điên cuồng. Giống như một huấn luyện viên vô hình, lặng lẽ giúp bạn luyện tập vô số lần những điều đã học vào ban ngày mà bạn không hề hay biết. Điều này cũng giải thích vì sao nhiều phát hiện vĩ đại của các nhà khoa học lại đến từ trong giấc mơ. Năm 1865, nhà hóa học người Đức Kekulé đã đau đầu tìm cấu trúc phân tử benzen mà không ra. Cho đến một đêm, ông mơ thấy một con rắn đang cắn chính cái đuôi của mình, tạo thành một vòng tròn khép kín. Ông bừng tỉnh và nhận ra cấu trúc của benzen chính là một vòng tròn. Phát hiện đó đã làm thay đổi hoàn toàn lịch sử ngành hóa hữu cơ. Nhưng sự kỳ dị của giấc mơ không chỉ dừng lại ở việc giúp con người giải quyết vấn đề. Nó còn tạo ra những hiện tượng khiến người ta rợn tóc gáy. Ví dụ như hiện tượng bóng đè. Bạn đã bao giờ trải qua cảm giác này chưa? Nửa đêm bỗng tỉnh dậy, ý thức vô cùng tỉnh táo, nghe rõ mọi âm thanh xung quanh, cảm nhận được độ mềm của tấm đệm nhưng lại không thể cử động. Bạn cố gắng giãy giụa, muốn hét lên nhưng cơ thể lại như bị đóng băng bởi phép thuật, hoàn toàn không nghe theo ý mình. Đáng sợ hơn nữa là, nhiều người trong trạng thái đó còn nhìn thấy những bóng đen kỳ dị hoặc cảm giác có vật gì đó đè lên ngực. Nhưng đây không phải chuyện tâm linh, đó chỉ là lúc não của bạn bị lỗi hệ thống. Bình thường, khi bạn thức dậy từ giấc ngủ REM, não sẽ khôi phục khả năng điều khiển cơ bắp trước, rồi ý thức mới hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng đôi khi trình tự này bị đảo ngược, là ý thức tỉnh trước, còn cơ thể thì chưa kịp phản ứng. Và thế là bạn bị kẹt trong trạng thái kỳ quái, đầu óc tỉnh, nhưng thân thể vẫn đang ngủ. Điều ngược lại của bóng đè chính là mộng du. Ở người mộng du, bộ não không cắt đứt được tín hiệu điều khiển cơ bắp, khiến cơ thể họ thực sự cử động khi đang mơ. Có ghi chép cho thấy, người mộng du có thể thực hiện những hành động cực kỳ phức tạp như nấu ăn, lái xe, thậm chí có người còn vẽ nên những bức tranh tuyệt đẹp trong lúc mộng du. Thế nhưng khi tỉnh dậy,
họ hoàn toàn không nhớ gì cả. Và kỳ lạ hơn nữa, đó là giấc mơ sáng suốt. Đây là một trạng thái cực kỳ hiếm gặp. Trong kiểu giấc mơ này, bạn biết rõ mình đang mơ. Và một khi nhận ra điều đó, bạn có thể kiểm soát nội dung giấc mơ. Muốn bay thì bay, muốn đi đâu thì đi. Thậm chí có thể gọi bất cứ ai bạn muốn gặp. Nghe rất tuyệt, đúng không? Nhưng vấn đề là giấc mơ sáng suốt rất khó kích hoạt. Đa số là cả đời có lẽ chỉ trải qua vài lần. Để nghiên cứu giấc mơ sáng suốt, các nhà khoa học đã làm rất nhiều thí nghiệm. Họ phát hiện rằng, trong trạng thái này, vỏ não trước trán xuất hiện các tín hiệu hoạt động mạnh. Đây chính là vùng phụ trách tư duy logic và ý thức về bản thân. Điều đó có nghĩa là, trong giấc mơ sáng suốt, bộ não của bạn mở đồng thời hai chế độ, vừa đang mơ, vừa đang suy nghĩ tỉnh táo. Trạng thái này chẳng khác nào chế độ gian lận tối thượng của não người. Vậy vì sao loài người lại tiến hóa ra chức năng mơ? Hiện nay có hai trường phái chính. Trường phái thứ nhất cho rằng giấc mơ có mục đích rõ ràng. Lý do rất đơn giản. Cảm xúc xuất hiện nhiều nhất trong mơ không phải là vui vẻ, cũng không phải hưng phấn, mà là những cảm xúc tiêu cực như lo âu, sợ hãi, tức giận. Số liệu thống kê cho thấy hơn 70% giấc mơ đều mang mức độ cảm xúc tiêu cực nào đó. Theo thuyết này, thuở xa xưa, tổ tiên loài người hàng ngày phải đối mặt với vô số hiểm nguy chết người. Thú dữ tấn công, xung đột giữa các bộ lạc, thiếu lương thực, những thứ có thể cướp đi mạng sống bất cứ lúc nào. Vì thế, não đã tiến hóa một cơ chế mô phỏng các kịch bản nguy hiểm khi ngủ, giúp chúng ta luyện trước cách ứng phó. Những người thường xuyên gặp ác mộng thậm chí bình tĩnh hơn khi gặp nguy hiểm ngoài đời, bởi họ đã chết vô số lần trong mơ. Trường phái còn lại thì hoàn toàn phản đối quan điểm này. Họ cho rằng giấc mơ vốn chẳng có mục đích gì, nó chỉ là một sản phẩm phụ, giống như nhiệt và tiếng ồn phát sinh khi động cơ ô tô vận hành. Đó đơn thuần là tác dụng phụ khi não đang sắp xếp ký ức. Theo cách giải thích này, trong giai đoạn REM, não bạn miệt mài xử lý thông tin thu thập ban ngày, củng cố ký ức quan trọng và loại bỏ thông tin vô dụng. Trong quá trình đó, sẽ phát sinh một lượng lớn tín hiệu điện. Khi vỏ não của bạn phát hiện ra những tín hiệu đó, nó lập tức trở nên bối rối bởi vì nó hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của các tín hiệu ấy là gì. Vì thế, nó tạm thời ghép chúng lại, tạo thành một câu chuyện để lý giải. Và đó chính là giấc mơ. Điều này cũng giải thích vì sao nội dung giấc mơ thường kỳ lạ và phi logic đến vậy. Giây trước bạn còn đang họp ở công ty, giây sau đã biến thành đang đạp xe dưới đáy biển. Bởi vì vỏ não của bạn chỉ đang cố gắng dệt nên một câu chuyện có vẻ hợp lý từ những tín hiệu điện ngẫu nhiên ấy mà thôi. Nó chẳng hề bận tâm liệu câu chuyện đó có hợp lý hay không. Thế nhưng, dù là lý thuyết nào đi nữa, vẫn có một hiện tượng chưa thể giải thích được. Tại sao chúng ta lại quên đến 95% giấc mơ? Nếu giấc mơ thật sự quan trọng như vậy, vì sao não lại khiến chúng ta quên nó đi? Một số nhà nghiên cứu đã đưa ra một giả thuyết đáng kinh ngạc. Việc quên giấc mơ thực ra chính là một phần chức năng của giấc mơ. Bởi nếu chúng ta nhớ tất cả các giấc mơ, sẽ không thể phân biệt được điều gì là thật và điều gì chỉ xảy ra trong mơ. Hãy tưởng tượng xem, nếu bạn nhớ rõ rằng tối qua mình đã cãi nhau to với sếp trong mơ, thì sáng nay liệu bạn còn có thể bình thường khi gặp ông ấy không? Đáng sợ hơn nữa là, nếu ký ức về giấc mơ không bị xóa, nó sẽ chiếm dụng rất nhiều dung lượng lưu trữ, lấn chỗ cho những ký ức thật. Não của bạn sẽ giống như một ổ cứng đầy rác, chạy ngày càng chậm cho đến khi sụp đổ hoàn toàn. Vì thế, có lẽ việc quên đi giấc mơ là một quyết định khó khăn mà não đưa ra để bảo vệ chúng ta. Nó cho phép ta hưởng lợi từ giấc mơ, như củng cố ký ức, giải tỏa cảm xúc hoặc tìm ra lời giải cho vấn đề, nhưng đồng thời ngăn không cho những ký ức giả này làm nhiễu loạn cuộc sống thật. Tuy nhiên, lý thuyết này lại đặt ra một câu hỏi khác. Nếu não chủ động xóa ký ức về giấc mơ, vì sao vẫn có những giấc mơ mà ta nhớ rất rõ? Câu trả lời có thể nằm ở cảm xúc. Các nghiên cứu cho thấy những giấc mơ mang cảm xúc mạnh thường dễ được ghi nhớ hơn. Dù là cơn ác mộng đầy sợ hãi hay giấc mơ hạnh phúc vô cùng, chỉ cần cảm xúc đủ mãnh liệt, nó sẽ khắc sâu trong ký ức của bạn. Đó là lý do vì sao nhiều người vẫn nhớ rõ một cơn ác mộng thuở nhỏ nhưng lại chẳng nhớ nổi mình đã mơ gì tối qua. Bởi nỗi sợ trong giấc mơ ấy quá mạnh mẽ, khiến não xem đó là thông tin cần được lưu giữ vĩnh viễn. Cho đến tận ngày nay, giấc mơ vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của nhân loại. Từ hàng nghìn năm nay, từ cách người xưa lý giải giấc mơ cho đến khoa học thần kinh hiện đại, từ phân tâm học của Freud đến kỹ thuật đo sóng não, chúng ta vẫn chưa thể hiểu trọn vẹn bản chất của giấc mơ. Có lẽ, chính sự huyền bí đó khiến giấc mơ trở nên mê hoặc đến vậy. Mỗi đêm, khi bạn khép mắt lại, não bạn sẽ đưa bạn bước vào một thế giới không có quy luật vật lý, không có giới hạn thời gian và không chịu bất kỳ quy tắc nào. Ở đó, bạn có thể trở thành bất kỳ ai, làm bất kỳ điều gì, đến bất kỳ nơi đâu, và tất cả những điều ấy đều xảy ra bên trong khối não nặng chỉ 1,4 kg của bạn. Được rồi, video hôm nay đến đây là kết thúc. Lần tới khi bạn mơ,
hãy nhớ rằng bạn đang trải nghiệm một trong những hiện tượng kỳ diệu nhất của toàn vũ trụ. Tôi là Nusik, hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Xin cảm ơn các nhà khám phá đã tham gia hội viên của kênh và tất cả bạn đã ủng hộ qua Super Thanks, Super Stickers, Super Chat. Sự đồng hành của các bạn giúp Nusik duy trì và nâng cấp chất lượng nội dung mỗi ngày. Mình luôn trân trọng, ghi nhớ và sẽ nỗ lực làm tốt hơn trong từng video để mang lại những nội dung hữu ích nhất cho mọi người.